Thưa quý vị, nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến, những ngày qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Hòa Vang đã phối hợp với các đơn vị thi công khẩn trương duy tu, bảo dưỡng, làm mới các đoạn đường giao thông nông thôn bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng. Đến nay thì 14 đoạn đường thuộc 6 xã trên địa bàn huyện Hòa Vang đã hoàn thành. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Đây là đoạn đường dài khoảng 70 mét vừa được đổ bê tông tại kiệt 7 thôn Túy Loan Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Người dân đã trang trí đèn chiếu sáng trên đường và cổng ngõ để chào đón năm mới 2022. Nhân cái dịp năm mới năm 2022, chỗ lãnh đạo huyện đầu tư nâng cấp các cái tuyến đường giao thông nông thôn. Người dân ở đây người ta rất là phấn khởi, đồng ý là trong cái năm 2021 là nó ảnh hưởng dịch bệnh, ảnh hưởng tới đời sống kinh tế rất là nhiều. Nhưng nhìn cái bộ mặt của nông thôn nó phát triển, nó đổi thay thì gọi là bù đắp lại cái mất mát của vì dịch bệnh này, dân rất là phấn khởi. Còn đây là đoạn đường dân sinh cạnh chùa Hưng Quang, thôn Túy Loan Đông 1, xã Hòa Phong. Đoạn đường cạnh mương nước này thấp trũng và lầy lội khi trời mưa lũ. Việc chính quyền huyện Hòa Vang đầu tư nâng cấp bằng bê tông hóa kiệt hẻm đã góp phần thay đổi diện mạo các vùng quê. Đường này trước đây là rất là hẹp và nước đọng rất là nhiều. Việc cải tạo nâng cấp lại thì nó đúng người dân ở đây họ phấn khởi, họ mừng ghê lắm. Mấy ngày làm đường ở đây họ tụ tập ở đây đông, nó diện giống vui mà phấn khởi thiệt. Việc đầu tư nâng cấp mở rộng kiệt hẻm trong thôn xóm của chính quyền địa phương đã là động lực thúc đẩy các hộ dân có đường băng qua nhà đã tự nguyện tháo dỡ hàng rào, cây cối, hiến đất để con đường ngang qua thẳng tắp. Nhiều hộ đã tự góp tiền mua vật tư, đổ thêm hàng chục mét vuông bê tông để đường nối đến tận nhà các hộ khó khăn thì góp cả chục ngày công lao động. Nhà nước đầu tư tới đoạn đường từ ngoài kia vào đây là vốn nó bị giới hạn. Đến đây thì còn khoảng chục hộ dân nữa, nhưng mà là hết kinh phí. Nói chung là nhà nước đầu tư được chừng nào thì nhân dân là hưởng ứng chừng đó. Còn lại là mà cái gì mà nó còn lại mà mình trong khả năng làm được thì mình cũng góp một phần nhỏ của mình để cho nó thông xóm nó được tươi đẹp. Dịp này huyện Hòa Vang không chỉ làm mới 6 đoạn đường bằng bê tông hóa, 8 mặt đường có kết cấu nhựa ở 3 xã Hòa Châu, Hòa Liên và Hòa Phú cũng kịp thời sửa chữa, duy tu bảo dưỡng, mà còn kiến nghị các ban quản lý đầu tư xây dựng của thành phố sớm hoàn trả mặt đường để tạo thuận lợi cho người dân giao thương hàng hóa trong dịp Tết đến, xuân về.